The girl with fire in her eyes, C.W., mentions of murder and crime, but not much, you hold the hilt of the dagger in your hands, its metal pressing against your frostbitten arm. You've never held a weapon before, and wielding one makes you feel strong. Powerful. You take a deep breath and run the blade through the rope, slitting it into two with a snap that makes your blood run cold, go, you say in a voice so hoarse you can't believe it's yours, the ten year old girl. The one you've just freed looks up at you with large eyes, as if she can't believe you're letting her go. She doesn't move a muscle, as if she suspects this is a trick. Run, you say again, before the police find out I've let you escape. You signal at the silvery blade that glistens under dim moonlight and at the splintered ends of rope, but the girl sits frozen, like a statue. You try to read her expression. But her face is a painted canvas of turbulent emotions, none of which you've seen before. She isn't like any kid you know. She hasn't said a word since they accused her of the crime. But her eyes, those glimmering orbs of blue, speak it all. The first time you saw this girl was at the camp your country set up for homeless children. The children there went to a school located in the camp and did some extra chores. They were all loquacious with a few soft spoken kids, but then there was this girl. Never a smile, never a word, only her eyes eternally on flames. The other children bullied her and made her do all their chores. But she never complained, never spoke up. It was almost as if she could vanish any moment. She's difficult. The people at the camp said when you asked them about her, lost her parents in an accident when she was six, has no other family, and was sent here to study and help with the cleaning and stuff, like the others. No one knows her name, but the kids call her the weird one. Stay away from her. Did you see her eyes? Yes, of course you saw her eyes. They were the most noticeable you'd ever seen on a person. And they made you shiver sometimes. No one really liked that girl at camp, but no one bothered her either. They tried to keep away from her as much as possible, and that was how things went for a long time. Until the fire, someone broke into the mayor's house one Sunday afternoon and set fire to it. There was no one in there but the mayor himself and a few helpers, but it was too late for them to escape. The fire raged without mercy, and it took several hours for the firemen to extinguish the flames. The doer of the deed? They slipped away and left no traces. The entire police force was up and about searching for the perpetrator, and although it took weeks, no one was any the smarter. They didn't know anyone who could be guilty of the crime, but they had their suspects, the kids had been taken to their biannual excursion at the meadows on it the exact day of the fire. They were quite close to the site of the incident, and their caretakers, or teachers, accounted for each one of them. Except one ten-year-old girl, you still can't understand how they could accuse a little kid like her for such a egregious crime, but that's maybe because you've always had a soft spot for children. You still keel over with rage when you remember what the officer said, it can only be her, she was the only one missing from the group of kids, and her eyes? See her eyes? She was a troublemaker from the start, and that was it. No clues, no chance at justice for the young girl. Only a court hearing that lasted barely two minutes, where everyone spoke against her, and then the dark, foreboding prison cell, no one listened to you, when you tried to make them see sense. The girl didn't utter a word, either. She stood with her head bent and her hands entwined with one another, when they passed judgment. Even when they took her to her cell, she walked like a shadow and settled on the icy iron floors of the prison. You didn't know why you felt so strongly for her. Maybe she reminded you of your best friend, or maybe she kind of looked like your favorite niece. Whatever it was, you weren't going to let things pass without doing your best to let her escape, even though it meant going against the law. "Get away from here," you tell her, the dagger feeling heavy in your hands. "Save yourself." She looks up at you, her gaze unwavering, and shudder goes down your spine. You think she's not going to take the chance to flee, but then she moves up, the rope sliding from her wrists. Her eyes are still trained on you, as if they're gauging your true intentions, and you try to stand as normally as possible. Now she's up across from you, coming barely to your elbows. Don't go to the camp. You say, because you know they'll hand her over to the police again. Run, just run from here, from this city. Maybe you're a little crazy to think that a kid will be able to fend for herself all alone, but the fire in H. Cô gái có lửa trong mắt. CV Đức, đề cập đến tội phạm giết người, nhưng không nhiều, bạn cầm chui dao găm trong tay, kim loại của nó áp vào cánh tay lạnh cống của bạn. Bạn chưa từng cầm vũ khí bao giờ, và việc cầm vũ khí khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Bạn hít một hơi thật sâu và luồn lưỡi dao xuyên qua sợi dây, rạch nó làm đôi chỉ trong tích tắc khiến máu bạn lạnh toát. Đi đi, bạn nói với giọng khàn đến mức không thể tin được đó là của mình, cô bé 10 tuổi người mà bạn vừa giải thoát ngước đôi mắt mở to nhìn bạn như thể không thể tin rằng bạn đang để cô ấy đi cô ấy không cử động cơ như thể cô ấy nghi ngờ đây là một trò lừa chạy đi bạn nói lại trước khi cảnh sát phát hiện ra tôi đã để cho bạn trốn thoát bạn ra hiệu ở lưỡi kiếm màu bạc lấp lánh dưới ánh trăng mờ và ở những đầu sợi dây mảnh nhưng cô gái ngồi đơ như một bức tượng bạn cố gắng đọc biểu cảm của cô ấy nhưng khuôn mặt của cô ấy là một bức tranh vẽ nên những cảm xúc hỗn loạn chưa từng có cảm xúc nào bạn từng thấy cô ấy không giống bất kỳ đứa trẻ nào bạn biết cô ấy đã không nói một lời nào kể từ khi họ buộc tội cô ấy nhưng đôi mắt của cô ấy những quả cầu màu xanh lam lấp lánh ấy đã nói lên tất cả lần đầu tiên bạn nhìn thấy cô gái này là ở trại mà đất nước của bạn dành cho trẻ em vô gia cư những đứa trẻ ở đó đã đến một trường học nằm trong trại và làm thêm một số việc vặt tất cả họ đều là những người đáng yêu với một vài đứa trẻ nói năng nhỏ nhẹ nhưng sau đó có cô gái này không bao giờ là một nụ cười không bao giờ là một lời nói chỉ có đôi mắt của cô vĩnh viễn rực lửa những đứa trẻ khác bắt nạt cô và bắt cô phải làm mọi việc của chúng nhưng cô không bao giờ phàn nàn không bao giờ lên tiếng nó gần như thể cô ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào cô ấy khó tính những người ở trại cho biết khi bạn hỏi họ về cô ấy, mất cha mẹ trong một vụ tai nạn khi cô ấy 6 tuổi, không có gia đình khác và được gửi đến đây để học tập và giúp đỡ dọn dẹp và đồ đạc. Giống như những người khác. Không có ai biết tên cô ấy, nhưng bọn trẻ gọi cô ấy là người kỳ lạ. Tránh xa cô ấy ra. Bạn có nhìn thấy mắt cô ấy không? Vâng, tất nhiên bạn đã nhìn thấy đôi mắt của cô ấy chúng là điểm đáng chú ý nhất mà bạn từng thấy ở một người và chúng khiến bạn đôi khi rùng mình, không ai thực sự thích cô gái đó ở trại, nhưng cũng không ai làm phiền cô ấy. Họ cố gắng tránh xa cô ấy nhiều nhất có thể và đó là cách mà mọi thứ diễn ra trong một thời gian dài cho đến khi cháy, một người nào đó đã đột nhập vào nhà của thị trưởng vào một buổi chiều chủ nhật và phóng hỏa nó. Không có ai trong đó ngoài chính thị trưởng và một vài người giúp đỡ, nhưng đã quá muộn để họ trốn thoát ngọn lửa bùng lên dữ dội và phải mất nhiều giờ sau đó các nhân viên cứu hỏa mới dập tắt được ngọn lửa người làm chứng thư họ chuồn đi và không để lại dấu vết toàn bộ lực lượng cảnh sát đã lên và tìm kiếm hung thủ và mặc dù phải mất hàng tuần nhưng không ai thông minh hơn họ không biết bất cứ ai có thể chịu tội nhưng họ có nghi phạm của họ những đứa trẻ đã được đưa đến chuyến du ngoạn định kỳ hai năm một lần tại đồng cỏ trên đó vào đúng ngày hỏa hoạn Họ ở khá gần địa điểm xảy ra vụ việc và những người chăm sóc họ, hoặc giáo viên, chiếm từng người trong số họ, ngoại trừ một bé gái 10 tuổi, bạn vẫn không thể hiểu bằng cách nào họ có thể buộc tội một đứa trẻ nhỏ như cô ấy vì một tội ác nghiêm trọng như vậy, nhưng đó có thể là vì bạn luôn có một điểm yếu cho trẻ em. Bạn vẫn còn giận dữ khi nhớ lại những gì các sĩ quan đã nói. Chỉ có thể là cô ấy, cô ấy là người duy nhất mất tích trong nhóm trẻ em và đôi mắt của cô ấy nhìn thấy đôi mắt của cô ấy cô ấy đã là một kẻ gây rối ngay từ đầu và đó là nó không có manh mối không có cơ hội công lý cho cô gái trẻ chỉ có một phiên tòa kéo dài chưa đầy hai phút mà mọi người đều lên tiếng chống lại cô và sau đó là phòng giam tối tăm đầy điềm báo không ai lắng nghe bạn khi bạn cố gắng làm cho họ thấy có lý cô gái cũng không thốt nên lời cô ấy đứng cúi đầu và hai tay đang vào nhau khi họ đưa ra phán quyết ngay cả khi họ đưa cô vào phòng giam cô vẫn đi như một cái bóng và ngồi yên trên sàn sắt lạnh giá của nhà tù bạn không biết tại sao bạn lại có cảm tình với cô ấy rất mạnh mẽ có thể cô ấy khiến bạn nhớ đến người bạn thân nhất của mình hoặc có thể cô ấy trông giống như cô cháu gái yêu thích của bạn dù đó là gì bạn sẽ không để mọi chuyện trôi qua mà không cố gắng hết sức để cô ấy trốn thoát mặc dù điều đó có nghĩa là đi ngược lại luật pháp tránh ra khỏi đây bạn nói với cô ấy con dao găm cảm thấy nặng trên tay, hãy tự cứu mình, cô ấy ngước nhìn bạn, ánh mắt không chút dao động, và sự rùng mình dọc sống lưng bạn. Bạn nghĩ rằng cô ấy sẽ không nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng rồi cô ấy tiến lên, những sợi dây trượt khỏi cổ tay cô ấy. Đôi mắt của cô ấy vẫn hướng về bạn, như thể chúng đang đánh giá ý định thực sự của bạn, và bạn cố gắng đứng bình thường nhất có thể. Bây giờ cô ấy đứng đối diện với bạn, chỉ đến gần khuỷu tay của bạn, đừng đi trại bạn nói bởi vì bạn biết họ sẽ giao cô ấy cho cảnh sát một lần nữa chạy đi chỉ cần chạy từ đây từ thành phố này có lẽ bạn hơi điên rồ khi nghĩ rằng một đứa trẻ sẽ có thể tự chống chọi một mình nhưng ngọn lửa trong hát